cái gì vậy bà Lan? Đó được. Ai bà Lan, cái vụ mà thằng Đẹp nó ở với con Liễu nó có bầu á, rồi bà tính sao? Thì chiều nay tao với nó hẹn ra nói chuyện nè. Nè, bây giờ là bà muốn không? Tôi kéo đàn em lại là nó thiệt. Xử đẹp hai mẹ con bà nhà nó liền. Sao mày cái gì mày cũng gấp gáp hết trơn. Nói chung là bà phải xử liền. Thì để chiều nay tao qua tao nói chuyện với nó coi thử coi nó nói sao cái đó. Nó phụ tình bà là đây, bà phụ trái liền luôn đó. Thôi mày sồn sồn bây giờ gì nè. Bây giờ chiều nay tao qua tao gặp nó, mày cứ đi theo tao đi, nhưng mà mày núp ở trong lùm nha. Mày ngồi gần gần tao đi. Khi nào mà tao thấy tao nói chuyện với nó mà không xong á, tao phát hay như vậy tao ra hiệu là mày ra liền nha. Bà yên tâm, tôi nhà vô tôi xử liền hai mẹ con cái liền. Rồi rồi, quyết định vậy đi. Rồi đi. Đi. Lan. Tôi nghe hết rồi. Tôi biết hết rồi. Đừng nói gì nữa hết. Tôi khóc đây nè, không thấy sao? Mà nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì? Có ăn nhầm gì thay ai nữa đâu? Lan, em khóc nữa đi Lan. Như tiếc nhớ làm chi có người phản bội. Bao nhiêu yêu thương mà em đã dồn. Thôi 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 được rồi anh giỏi đủ chưa? Nín luôn rồi. Nói chuyện bình thường được rồi. Thấy Điệp hơi mệt mỏi quá. Thôi, đối với Lan tôi là người bạc nghĩa. Đối với bác Tú tôi là kẻ vong ân. Thôi, bây giờ những cái gì mà Lan tặng cho Điệp đó, Điệp cho Lan xin lại đi làm kỷ niệm nha. Nha Điệp. Trời ơi, phải đi hôm đó tôi đừng có quá chén. Tôi là thằng ngu mà. Tôi nè, tôi mới ngu chứ người ta đâu có ngu có vậy. Người ta ngu sao người ta biết lấy vợ dạo vợ dồi. Biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi. Tôi coi như cả cuộc đời tôi được gửi cho. Rồi sao bà Lan? Từ chút xíu đi. Trời tôi đứng ngoài chứng cắn con chết gì đó. Đang nói chuyện với ghệ thì từ từ đi chứ sao lẽ được. Chừng nào đã tôi nói rồi, chừng nào phát tay đi hả? Vô nãy giờ tôi chưa phát tay. Lâu lâu như vậy. Coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trao. Nên cả ngày tôi thôi chịu lo chuyện nhà sáng gánh hàng ra chợ. Xong chưa? Đi ra ngoài chút xíu đi, chút xíu đi. Chút xíu nữa đi, rồi tôi kêu người vô. Mà mắt không dám nhìn trái tay, không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Chịu chịu bấm đốt ngón tay, tính từng đồng tiền góp, hao hong từng giờ chờ đợi. Mong buổi nắng hè sợ tuôn. Ủa cái gì vậy bà Lan? Có ai về nữa đâu mà tôi chờ, tôi đợi mà xa bến ngó mong. Rồi hờn giận con đò, nước đã xuôi dòng xa biển đông bát ngát. Mà đám lục bình còn trôi dạt mênh mông. Đâu có ai đem con sao sang sông, mà sao sao lại số lòng bay xa. Lan. Thôi, Lan lấy đồ xong hết rồi. Điệp đừng nói gì nữa. Đừng nói gì nữa hết. Sao ơi sao gây sao 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 sao